khẽ gọi tên. Ngày mưa giông gió ngàn khơi ngơ ngác tìm em, tìm lại đóa vô thường, tìm giọng hát thiên đường. Một đời tôi đi mãi theo vầng trăng khuya, khi mùa mưa về sang phố cũ chập trùng, nghe vọng từ nơi ấy bài hát tình nồng. Em về gọi chiều hôm câu hát còn thơm, chút hương tàn úa, chút đêm tàn phai trăng đầu non. Im lặng chờ vầng trăng chia sớt một lời, khung cửa nào bình yên tôi nhốt một đời. Thơ ngập ngừng thương nhớ cơn bão ngoài khơi, vẫn van xin đời, vẫn van xin người đừng phụ tôi. Trước bên vắng lâu ai ngồi ai câu ai sâu ai thẳm ai thương ai cảm ai nhớ đã ai trong nghề ơ. Chà, hay quá. Rửa mà cái đứa đang tâm bộ Huế ra đi. Biết cắt được chứ anh Huê. Nghị Quyên, khi tụi mình gặp lại hắn, có khi phải ngạ một quỷ chào. Bẩm quan lớn, ngài vừa từ Paris du học về. Không chừng hắn lại vô đâm. Không có chuyện đâu mô. Mày có đâm, con của mẹ cũng khâm sự, cũng rất đẹp, nhưng không bằng con gái Huế. Gái mô chứ gái Huế chứ không đẹp nữa. Tầm bầy, gái Huế vẫn nhất. Mi không nghe người ta nói gặp cô gái Huế bước đi không đành sao? Trí thích nhất là vẻ đại cả của mấy cô con quan ở dưới vị giá. Xưa rồi, con gái Huế chưa xấu lắm, học trò trong quạng ra thi, thấy cô gái Huế bước đi cho rồi xấu nên thân Trí mới bỏ Huế đi. Mà đi là vì chuyện khác, chứ con gái Huế thì khí mô cũng đẹp. Cứ nhìn sau thuyền đi, một bông hoa nở đẹp bất ngờ trên sông nước. Chị, chắc khi mi ra cô lại đo đã đi lại chồng. Phải rửa không á? Không mô, thuyền vẫn chưa ghé bến mô. 12 bến nước mà anh. Lỡ tôi là bến thứ 13 thì răng. Em dám mô. Chị, mi thiệt là hên. Ngày mai vô Quy Nhơn, mà tối ni mi còn được đến Mông Du thị xã nghe Phan tiên sinh đàm luận về thơ. Thì từ lúc ra đây, chị thường xuyên có mặt trong những đêm bình thơ của Phan tiên sinh. Thơ văn của tiên sinh không mượt mà như của Tạng Đà, nhưng đầy triết lý. Một triết lý cao cả của một người thương nước, thương nòi. Có vậy mà cả nước mình, cả Huế mình, ai cũng kính trọng. Trí, tối nay có đọc bài mô cho thí sinh nghe không? Mới tập tùng đối ba câu, mô có giảm mùa mẹ với cô. Nhưng nhân cách của cụ làm tôi thật sự nệ phục. Và anh nguyện sẽ theo nghiệp văn thơ của cụ nữa chứ? Sai thơ cụ thì đúng rồi.
theo được cụ thì còn khuya. Thương vì ai, tiếc vì ai. Dạ chào thầy, các em vô đi. Dạ, cảm ơn thầy. Ửa mạo chữa trang, hồng mặt đất, kêu hồn rẽo rắc thấu tay trời. Khóc tàn mưa gió chưa khang tiễn, thợ chuyện non sông về ngợt hơi. Tâm sự này, này ai biết tả. Mặt trắng đêm tối, mặt trời mai. Các con đã rõ chưa? Dạ rõ. Những tường anh em đầy bổn biện, nào ngờ trăng giỏ nhốt ba gian. Dạ thưa cụ, trong thời buổi hiện nay, cụ cho biết chúng cháu phải làm gì ạ? À? Làm gì ạ? À? Hãy làm từ việc nhỏ. Các con nghe chưa? Những việc ấy là đừng ham chơi, ham mặc, ham ăn. Thưa cụ, xin cụ chỉ cho việc lớn phải làm ạ. Đạp tan hai cảnh càn khôn, đem xuân về lại trong non nước nhà. Đạp tan hai cảnh càn khôn, đem xuân về lại trong non nước nhà. Thôi, tối nay ta nghỉ ở đây. Dạ. Dạ. Dạ, chào cụ con về ạ. Dạ. Dạ, cụ nghỉ ạ. Có chuyện chi nữa đây? Dạ, thưa cụ, anh bạn của con sắp vô Quy Nhơn, muốn chào tạm biệt cụ. Thưa cụ, hơn 5 năm con ra đây học, con học ở cụ nhiều điều. Vậy trước lúc về Quy Nhơn, con muốn lạy cụ ba lạy để tạ ơn. Không dám, không dám. Tôi chỉ là một thằng tù bị giam lỏng, đâu nghĩ đến chuyện dạy dỗ ai. Thưa cụ, Mông Du thi xã của cụ chính là một ngôi trường lớn. Vì thế, cho nên có mật thám đứng châu trực ngày đêm. Thưa cụ, họ đứng thì mặc họ, mọi chân thì họ đi. Họ ăn lực của cả quan pháp, nên họ phải làm theo lệnh của cả quan pháp thôi. Đến thăm ta là được rồi, lại đục làm chi? Con lại đây với ta. Con tên chi? Dạ, con tên Trí, Nguyễn Trọng Trí, học đệ tám bên Pelara. Vậy anh sắp sửa ra làm quan cho pháp. Dạ thưa cụ, Trí là con cụ Tham Toạn, bạn cụ Nguyễn Hữu Bài. Cụ Bài đã ghi tên Trí vào danh sách những học sinh sẽ sang Pháp du học. Chỉ và Quy Nhơn là để chờ đi du học. Dạ. Bạn chức lại được làm quen với một người sắp làm quan to. Nước Pháp văn minh lắm, nhưng anh nhớ cho là chúng ta máu đỏ, da vàng. Dạ. Ông nội con là sĩ phu Cần Vương. Vậy ông cụ quê mô?
Ông đời con làm quan ở Thanh Hóa, theo vua Hàm Nghi nên lưu lạc vào Quảng Bình. Ta hiểu rồi. Ta chúc con đi mạnh giỏi. Đa tạ cụ ạ. Đã đến với mồng du thi xã là đến với thi ca. Con có làm được bài nào thì nhớ gửi ra đây cho ta. Con xin lệnh ý cụ. Con chào cụ. Chào cụ. Dạ chào cụ. Chào thầy. Ừ. Mi không nghe người ta nói Huệ là nơi sơn bất cao thủy bất thâm rồi à? Thằng chị không sợ cũng phải. Nè, con gái Huệ hiền khô, còn con trai Huệ như ông đồ cả. Con gái Huệ làm bù mê mà không ôm vô cục chân được anh chàng thư sinh Đức Võ. Ai mà biết được chuyện tình duyên, có khi hắn làm rể Huệ cũng nên. Đập cổ kính ra tìm lấy bóng, xếp tàn ý lại để dành hơi. Nghe nói khi Lê Thiện Anh hoàng hậu bắn ha, nhà vua khóc mày ngay liền. Ai khánh của vua chết không khóc răng được. Vợ chết mấy cô khóc không? Ngoài thì khóc, trong thì cười. Khóc vì thương nàng, còn cười vì sẽ cưới được vợ mới. Mấy có khóc không? Có khóc. Thôi đừng nói chuyện báo đồng nữa, đi uống rượu đi. Ừ. Chắc bữa ni là bữa rượu cuối cùng tụi mình uống với thằng Trí ở Hồ Huế. Bữa mà vô quyên nhân uống rượu bao đá với hắn. Ừ. Trượt sân anh thơ thần, đăm đăm trong nhàn về, mấy chiều còn phiêu bạc, lang thang trên đồi quê. Gió chiều quên ngừng lại, dòng nước luôn trôi đi, ngàn lao không tiện nổi, lòng anh dường đê mê. Cách nhau ngàn vàng dặm, nhờ chi điểm trăng thề. Dầu ai không mong đợi, dầu ai không lặng nghe, tiếng buồn trong sương đục, tiếng hờn trong lụy tre. Thưa thầy, thầy về đâu? Tôi xuống Quy Nhơn. Dạ. Thầy cho phép con đưa thầy về nhà. À. Bài của Mà Vãng đi đẹp thiệt. Mi đừng ngồi ảm với Mà thú bổn Vãng rồi. Con chị gắn hoa như rửa là không lấy được chồng mô, đỏ bạc đen tình. Chị không nghe người ta nói à? Thôi, Vãng đi chơi hoa nhân cho Mà. Thôi tụi bay im đi.
Cho thấy xuống đây. Thôi khỏi, con đòi ơn thầy. Mà ơi, chị Thuần ơi. Ai đi tự thân Trí? Mà ơi. Đúng là anh Trí về. Anh Trí về. À, anh Trí về. Để em xách đồ vô cho. Em. Anh Trí. Em về mà không bảo chi hết. Chú cứ y như là thám tử. Ưng đi là đi, ưng về là về. Gửi về cái telegram để anh ra ga đón có hơn không? Em đi xe kẹo cũng được. Mà... mà có khỏe không? Ừ. Trừ những ngày đau ổn. Anh Trí ơi, chị Thuận sắp có người rước đi rồi. Thầy y tá Bù Thông bên nhà thương tịch. Đừng có bẹp xẹp. Thiệt hả má? Đã có người tới coi mắt rồi. Em mừng cho chị khi mới làm đám cưới. Rằng em lại hỏi chị, phải hỏi anh Bù Thông chứ. Chưa chưa em ăn uống chưa chưa? Dạ rồi, em ăn cặp anh ủ đến tàu rồi. Chị cho em bên ra. Anh có gửi thơ cho bác Bài về chuyện du học của em. Bác Bài nói rằng. Dạ, xong hết rồi mà. Bác đã ghi tên con vô danh sách những người sang Pháp du học kỳ này. Thuận, đưa cho anh nằm rượu. Ta uống mừng chủ trí. Dạ. Yeah. Cha sợ nhắc anh luôn. Anh phải vô thăm cha sự chuột đã. Hai về trước đi. Ừ. Ừ. Mời vào. Thưa cha. Kìa, Chí, con mới về. Dạ. Con qua đây. Thưa cha, con mới về hôm qua. Con ngồi xuống đi. Con dùng trà hay cà phê? Dạ, cho con ly trà. Cho cha hai tách trà. Dạ. Con khỏe không? Học hành ra sao? Thưa cha, con khỏe. Con có tên trong danh sách sang Pháp du học ạ. Cha mừng cho con. Con cảm ơn cha. Con về Quy Nhơn là để đợi ngày đi. Cha muốn biết dân chúng Huế phản ứng ra sao với việc ông Khâm Sứ Pháp ra lệnh quản thúc cụ Phan Bội Châu ở Bến Ngự. Hàng ngày, dân Huế vẫn đến thăm cụ Phan. Mộng du thi xã của cụ thật sự là nơi thu hút những người yêu mến văn chương ạ. Chắc con thường xuyên tới đó. Theo cha con không nên tới đó. Dạ, con vẫn thường tới ạ. Con rất mê những bài đường thi của cụ. Hình như từ khi bị quản thúc, cụ Phan viết nhiều hơn. Cụ dành phần lớn thời gian để viết. Thưa cha cho con về. Rảnh thì con cứ tới. Dạ.
rằng người ta lại nói công như công giả trang anh chị. Vì điện chiêu thì chiêu lại lên, xóa hết mọi công lao của giả trang để em. Rằng giả trang biết rửa mà hôm sau lại còn xe cạc. Nếu không xe cạc, giả trang không bị làm chi. Thôi hai anh em mình xuống tắm đi. À, hai anh em mới thi, em phải bơi xa anh chia anh cho đi hải xoa nhắm co. Em sợ ông co lắm, lỡ mơ ông nhột vô bọt. Không ai nhột vì mẹ trời xoay. Mai anh phải đưa em đi bằng xoay nhắm co. Chứ anh em mình bơi đua đi. Anh yếu điều như con gà, sực mô mà bơi. Anh nhờ dư lời hứa nè. Sách à? Vâng. Thầy đọc thiệt là nhanh. Rảnh rồi không biết làm chi, chỉ đọc sách là việc thánh thiện nhất. Thưa thầy, chỉ còn cuốn Les Misérables của Victor Hugo, còn cuốn thơ Baudelaire thì đã có người khác mượn rồi. Vẫn Quy Nhơn còn ghiền thơ Baudelaire rửa à? Dạ. Thưa thầy, cả thư viện chỉ có hai cuốn, người này trả là người kia lại mượn. Nếu thầy thích tôi sẽ giữ lại cho thầy. Vậy cho tôi mượn cuộn Trung Hoa Đường Thơ. May quá, cuốn này vừa mới có người trả. Chắc thầy mê Đường Thơ. Cảm ơn. Dạ. Tối nay bên hội quán có buổi bình thơ, chủ thích thì qua dự. Anh vẫn phụ trách bên hội quán à? Anh sắp vô Tuy Hòa rồi mà tìm mãi chẳng ai nhận làm ông bầu thay cho anh. Vẫn bình mẹ ba Đường Thi hả anh? Đường Thi vẫn thống soái xứ sở này. Em thấy thơ vẹt lên về Baudelaire rất hay. Cách viết của họ không giống thơ Đường nhưng hấp dẫn và sâu lắng. Một vài tờ báo đã in thơ dịch của các nhà thơ Pháp. Anh nghĩ trong một tương lai không xa nữa, loại thơ châu Âu mà ta gọi là thơ mới sẽ có thể đứng vững chắc trong nền thi ca Việt Nam. Tối nay mẹ dư hả anh? Bây giờ. À mà chủ nên đến đi.
sẽ có dịp làm quen với một số bạn yêu thơ. Họ cũng trẻ như chú. Tuệ, tối nay em có đi nghe bình thơ không? À, em sắp thi, nhưng nghe bình thơ thì không bỏ được. Em có biết nhà ai cùng đường với nhà mình có hàng giấm bụt làm hàng rào không? Anh còn những đặc điểm gì nữa không? Anh đi ngang nghe có tiếng đàn tranh và tiếng ca Huế vòng ra. À, em biết rồi, nhà của Hoàng Tùng. Cụ Tùng là giám đốc sở đặc điền Quy Nhơn, nhà của ở ngoài Huế. Anh nghe tiếng đàn tranh trong nhà nữa vòng ra. Anh đi không đặng. Cô Thu Cúc đang đó. Ai nữ của cụ Hoàng Tùng rất Huế, con quan đại cạc lắm. Rửa à? Ừ. Vô Quy Nhơn mà gặp Huế thì thú vị quá. Chào anh. Mời cùng ngồi. Dạ, cảm ơn. Khi nào anh đi Tuy Hòa? Làm nghề lục lộ mà dính vô thơ phủ thiệt là mệt. Mình tính tháng sau vô sắp xếp công việc cho cai phu làm. Mình đi đi về về. Anh mà đi thì hộ quán bể, rắn không đầu mà. Đây là Nguyễn Trọng Trí, em tôi học bên Rang ở ngoài Huế mới vô. Hân hạnh được biết hai anh. Tôi là Hoàng Tiệp. Chào anh. Tôi là Hoàng Dũng. Dạ. Thôi vô đi. Thưa quý cụ, thưa các thơ hữu, đêm nay quý cụ và các thứ hữu sẽ được nghe một chương trình đường thơ của các thiên nhân đời đường. Xin mời cụ Cử Miên đọc thơ ạ. Hoa chi thảo mạng nhãn trung khai, tiểu bạch trường hồng diệt nữ tai, khả lân nhất mộ yên hương lạc, gia dự xuân phong bất dụng mai. Thưa quý vị, bài Nam Duyên này là của Lý Hạ, tự Trường Cát, là con cháu của Trịnh Dương, thuộc dòng dõi quý tộc thời Đại Đường. Ngài sinh ra ở Xương Cốc, nay là huyện Nghi Dương, tỉnh Hà Nam. Xin quý vị dịch nghĩa cho bài thơ này. Gia dự xuân phong bất dụng mai, y mới hay mới đẹp chưa trời. Vậy mà Lý tiên sinh chỉ sống có 27 mùa xuân. Thưa, tôi tuy tân học, cũng xin được dịch nghĩa bài đường thơ này hầu quý vị. Trước mắt tôi bao hoa vẫn nở, đóa hồng đóa trắng khác nào con gái xứ Việt. Thương thay đêm nay bao sắc hương đều rụng, khác gì qua về làm vợ gió xuân mà chẳng cần ai mai mối. Thưa quý thi hữu, tôi xin mạo muội dịch bài thơ đường này.
trong tôi hoa vẫn nở đều. Sắc hồng, sắc trắng khác nào Tây Thi. Thương thay hoa rụng còn chi. Gió xuân cưới hết cần gì mối manh. Thưa các cô, con xin phép được sửa lại câu thứ ba. Thương thay một tội hoa đi. Chữ đi ở đây bao hàm là hoa đã rụng ạ. Phải, phải. Thương thay một tối hoa đi. Gió xuân cưới hết cần gì mối manh. Thật là tuyệt. Thằng cha này có vẻ ngạo mạn, dám sửa thơ các vị bô lão. Đúng là ngựa non háo đá. Nhưng hắn dịch xác đó, khỏe mẽ thì có. Mà nhắc phải chủ tâm vô chuyện học hành. Mà em còn chưa đang hả? Em mời cơm đang ra là anh về. Cho em chơi xong bạn đi đã. Thôi em cất đi. Ừ. Anh chị nghe đang nguyệt. Bữa mô đi với em. Có chị Kim Liên chơi hay lắm. Ừ. Bữa mô chủ nhật cho anh đi nghe với. Thôi ừ. Em vô học đi. Dạ. Thằng Tuệ cũng đại vọc vạch làm thơ rồi đó. Nhà mình, từ chị Thuần, thằng Tuệ, ai cũng biết đường thi. Còn chị Hoa thì khó chịu. Hôm mình thơ ở ngoài hội quán, chú cố ý sửa lại lời dịch của cụ Cự Khoa. Các cụ khen lắm. Chú làm được bài mô chưa? Dạ. Em đã làm được vài bài rồi, nhưng chưa ưng ý nên chưa dám đưa anh. Kệ, cứ đưa cho anh coi, rồi anh sửa cho. Tuần sau anh đi Tuy Hòa rồi. Khi muốn về, em sẽ đưa anh coi. Non sông buồn mặt ngủ mơ màng, thức dị mình ta già chẳng an. Bỗng nguyệt leo sông rờ rậm gối, gió thu lọt cửa cò mài chắn. Trị nè. Có chung chí rồi chị. Trị nè, cậu bá lợn rồi. Dạ em 19 tuổi rồi. 19 tuổi rồi mà có ăn bạn vốn quân à. Răng chị nói em ăn bạn. Em còn chưa đi học được chứ. Suốt ngày lếu lọc bạn bè thớ phụ. Cậu không thể mắc cờ à. Em coi đó là những việc hữu ích. Em không ăn bạn chị. Chị đừng còn năng lơi. Không ăn bạm túi, ăn bạm cuốn cục rửa. Tôi bị kì gạt thơ, gạt lấy sang à tôi. Thơ về phụ, toàn những thằng hấm hấm dở dở ngồi về nhau. Chị đụng là đồ ăn bạm mà không bị dơ. Hoa, không được nói bày. Có chuyện chi vậy mà? Không có chi. Chị em cãi nhau chừng vặt thôi. Mai con đi Tuy Hòa. Dạ. Thưa mà, con có chuyện muốn nói với mà. Chuyện chí rửa. Con muốn đi làm. Con không muốn mang tiền lớn rồi mà còn ăn bám. Em định làm ở đâu? Sợ đặt điện anh ạ.
Hôm nghe Thơ ngoài hội quán, anh tìm cò nói ngoài sở đang cần người làm. Anh có quen với cụ Thường, để đó anh nói cho. Ừ, thôi mà vô nấu cơm đi. Đêm qua mời việc được bài đường thi, gửi cho cụ Phán sau nám quái thư. Chú lại bút hiệu là chi? Phong Trần Anh ạ. À. Chú không sợ nay mai cái bút danh đó, nó vần vào chú à? Chú là đừng tuổi cao, ngài sắp đặt tất cả. Em lại buộc hiệu là Phong Trần, mà chú cho em nhàn hà thì em cũng không Phong Trần được. Sáng nay anh sẽ ghé sở Đạt Điền thưa chuyện về cụ Thường, về việc đi làm của em. Thôi khỏi anh ạ. Hoàng Tiệp Hoàng Tùng đã hứa chủ nhật này đưa em sang thăm cụ Thường. Cụ Thường có cô ái nữ, ca hay, đàn giỏi lắm á. Bữa trước em đi ngang qua nhà cụ Thường tả Hoàng Tùng, em cũng đã nghe tiếng đàn của nàng rồi. Chị Cúc ơi, chị Cúc, chị Cúc ơi. Ai nữ bác tôi đó. Mời hai cậu và anh vào nhà chơi. Công việc nay mai cụ hồi hưu về Huế, tôi sẽ chơi cờ với ai? Còn hơn một năm nữa mà cụ. Dạ thưa bác, có anh bạn cũng tới thăm bác. Thưa cụ ạ. À. Trí là con Thăm Toản, đã học Pelerin ngoài Huế. Cụ Toản thì tôi có biết. Vậy anh cũng học Pelerin à? Dạ vâng. Dạ, bạn con đang chờ gọi du học ở bên Pháp. Trong lúc chờ đợi, muốn xin bác vào làm việc ở sở. Được, được lắm. Tôi cũng sắp về hưu rồi. Có thêm thanh niên cản đảng công việc thay tôi là tôi mừng lắm. Đá ta cụ ạ. À. Cúc ơi! Dạ. Mang rượu ra đi cho ba. Em ơi. Dạ. Em mang rượu ra cho khách nghe. Em thấy Thương ngay cô vẫn thích ra tiếp khách với cụ. Mọi bữa khác, bữa ni khác, lè lên. Dạ. Thiệt là hay. Anh á, từ trong này ra Huế học, còn tôi từ người Huế vô đây làm việc. Huế là nơi sơn thủy hữu tình, còn Quy Nhơn là đất của thơ ca và thường võ. Dạ. Anh có làm thơ không? Dạ, con cũng mới võ vẽ thôi. À. Trí thường xuyên nghe bình thơ bên hội quán. Anh Hồng Quân chủ sĩ bên đó là anh ruột của Trí đó bác. Vậy hả? Dạ. Sợ mùa gì rồi anh cũng đến với thơ ca. Mời bác. À. Nào, cả cháu cũng ngồi với bác hết. Thưa thầy, thầy có báo. Cảm ơn. Dạ. Non sông bốn mặt ngủ mơ màng, thức chỉ mình ta dạ chẳng an. Bóng nguyệt leo sông rờ rẫm gối, gió thu lọt cửa cọ mài chăng. Khóc dùm thân thể hoa rơi lệ, buồn ruột công danh để dạo đàn. Chổi dậy nôm ra vài điệu cũ, năm canh tâm sự vẫn chưa tàn. Phong Trần, không biết ai đây. Ai mà cụ Sào Nam gọi là tiên sinh? Ước gì mình được gặp cho thỏa lòng mong ước.
Cái thằng cha Trí đó chỉ dọc dạch làm được đôi bài đường thi. Mấy bài hắn đọc cho anh em mình nghe, dở không đi đâu cho hết. Tôi thấy chú có vẻ không thích hắn. Không thích thì cũng chỉ để trong lòng. Hắn giờ là đồng nghiệp của ta, chê bài đến tay hắn là không tiện. Cũng có bài hắn làm được. Chó tát phải rùi. Biết đâu anh Hồng Quân lại mớm cho hắn, rồi lại sửa cho hắn. Thôi đừng nói nữa, hắn vào kìa. Ai lấy mất hồn mà anh ủ rũ vậy? Nhà có chuyện buồn hả? Hôm thứ bà đi bơi, chuột được thì cho hoa bả. Hay là bị bà chị tôi hút hồn? Ê là do cả ai? Mình vừa làm được mấy câu thơ, đọc cho tụi này nghe với. Thích trồng hoa cúc để xem chơi, cúc ngọ đơn sơ lẫm mặn mòi. Đêm vặn gần kề soi bỗng nguyệt, vườn thu vắng vẻ đủ mua vui. Thật là thâm thúy. Bà chị tôi mà nghe được chắc là phải siêu lòng. Chép cho Moa đi, Moa sẽ đọc cho chị ấy nghe. Tầm bây nàng lại cười chó là xí tinh. Dạ thưa bác. À, dạ chào bác. À, thưa cụ. Ừ. Quy nhân mình lại mới xuất hiện một thi sĩ, kỹ tên là Phong Trần. Bác cho con coi chút. Ai mà lại ký tên là Phong Trần? Thơ hay đến nỗi của Phan Cho Đăng, lại có cả một bài quả, lại gọi người đó là tiên sinh. Bác lấy đâu ra tờ báo này? Một người bạn trên Đà Lạt gửi về cho ông đốc tờ phản, nhờ ông hỏi hộ Phong Trần là ai. Vậy các cháu có biết Phong Trần là ai không? Thưa, tụi cháu không biết. Mấy thư hữu bên hội quán cháu đều biết hết. Ai kìa? Thưa cụ, Phong Trần là... là con ạ. Trời đất, hóa ra là anh à. Đọc qua tôi tưởng đó là thơ của một người lớn tuổi. Chúc mừng anh. Mà coi tề cầu trị đồ ni khả quả, cứ thơ thật một mình, không nói chuyện với ai. Sáu bữa suy chết mới biết con thầy cầu yếu hẳn đi. Ừ. Để mà đi bộ cho hẳn vài tháng thuộc Bắc. Nhà mình ăn uống cũng khá, rượu mà mồi bừa, cậu chỉ ăn có một chén. Nay lắm thì ăn được hai chén cơm. Lại thêm suốt ngay thớ về thận, ngắm lén từ nhúc cuối đảnh vô đục. Gia nhân vừa đi qua, anh định mạnh dạn lên chứ. Em có bị ái tình phải sáng sủa quấn tự như đôi chim thư cưu trong kinh thi à? Em chỉ thấy anh say mê chị Cúc, nhưng lại hơi sờ sờ chị ấy. Như vậy đến một kịch sang năm không chừng lại trổ hả chanh. Em là con nít, biết chứ thì chuyện người lớn. À, anh Quân về, anh Quân về. Anh Quân, anh đi tàu sáng à? Ừ, anh đi tàu chờ. Cả nhà ơi, anh Quân về nè. À, anh Quân về. Thuần Hoa. Công việc còn được không anh? Ừ, tốt. Chúc mừng em. Chuyện chí rồi anh? Hai tờ báo uy tín, có đánh thơ của chủ trí. Hả? Thiệt hả anh? Trí, cho em xem một tờ. Mừng nhất là cụ Phan có bài hòa lại thơ em. À, hai chị quay đưa anh Trí đi hòa đàn với chị Kim Liên, có ngay bài đăng nguyệt đấy nì. Thôi dẹp cái chuyện thơ phụ nữa đi là vừa, suốt ngày người như ma ảm. Anh cứ tưởng là
tiện đàn của ái nữ, con của thương tạ Hoàng Tùng chứ. Ai mà biết được, đàn của ai cũng được, miệng là có thứ hay của cậu Trí. Nhưng câu đầu anh việc sai về tuổi chị Cúc. Chị Cúc là 17 tuổi, trăng tròn lẹ, chứ không phải 15 nhân việc. Tuệ, em đọc cho chị nghe với. Để anh Quân đọc. Phụ nữ Tân Văn là một tờ báo rất kẽn bài, đăng được ở đây là thành công lắm rồi. Anh không ngờ chủ lại việc khả như vậy đó. Đàn Nguyệt hỏi chơi mấy tuổi, đáp 15. Non nước từng phen nổi tiếng tâm, bạc mình dân chơi đau nửa kiếp, đồng tâm tơ buộc chặt quanh năm. Trường mình trước ảng trống đầy đằng, nép mặt trong hoa nổi thì thầm. Mười khúc đoàn trường say chữa tịnh, thuyền ai ngấp nghẽ muộn ôm cầm. Đề nghị anh chị phải chữa câu thứ tư là bạc mình dân chơi đau nửa kiếp, hồng nhan trọt lụy lỡ trăm năm. Tâm bay phải để cho người ta có cơ hội yêu nhau trọn đời chứ. Em ra chợ mua cho anh một ít đồ nhắm. Trưa nay anh muốn mời mấy thi hữu đến chia vui cùng với chủ Trí. Dạ. Em phải ra Huế coi việc học hành ra sao, nhân tiền thăm và cảm tạ cụ Phan. Chào bác, cho chị ạ. Cô Cúc đó hả? Dạ. Ở gần nhà nhau mà em không tới nhà ai chơi cả. Bữa mô rảnh em định nhà chị chơi. Dạ, thôi chị cho em đi ạ. Thiệt là gái Huế đài cả khiêu xa. Rửa mấy con người yếu thâm trồm nhỡ là chị. Yếu thâm trồm nhỡ người ta, mà thấy người ta thì như thấy cọp. Các con là ánh sáng của thế giới. Một thành phố xây trên ngọn đồi sẽ không bị che khuất. Không ai thắp đèn rồi đặt trong thùng, nhưng lại đặt trên chân đèn để soi sáng mọi nhà. Vậy, hãy chiếu ánh sáng của các con trước mặt thiên hạ như thế, để họ thấy các công việc tốt đẹp của các con mà tôn vinh thiên phụ các con. Anh cứ chạy từ từ thôi, không có chuyện chi mô mà vội. Thầy lên giúp mình người thăm ai? Thăm cụ Phan Sao Nam. Ngày mô cũng có người thăm cụ. Thầy có biết là mực thảm cứ lượn vẫn nhà cụ như rùi bú không? Chào thầy. Thầy cho tôi hỏi, có cụ Phan ở nhà không? Hình như cậu đã đến đây rồi. Tôi nhớ mặt mà quên tên. Thưa thầy, tôi là Nguyễn Trọng Trí. À, cậu có bụt hiệu là Phong Trần. Dạ. Cậu từ Quy Nhơn ra, cậu vô nhà chuột đã. Dạ, tôi mới xuống tàu. Thưa thầy, cụ Phán đi vắng à? Mời cậu. Cụ Phán có đọc thơ của cậu trên Phụ Nữ Tân Văn. Bài Thức Khuya mà cậu gửi cho cụ, cụ đã cho đăng trên Mồng Du Thi Bảo. Cụ khen cậu lắm. Cảm ơn thầy. Hôm nay tôi ra đây là để tạ ơn cụ. Cậu dùng trà đi.
rồi chúng ta ra sông tìm cụ. Thầy Phạn ơi, sáng đây về em. Thầy Phạn ơi, sáng đây về em. Tê, huyên cụ Phán tê. Mi cá đi, mi cá rồi ông thượng bắt cắt liền. Bữa quá, cụ vừa chó táo đó. Quái tê, có cả thuyền mật thảm tê. Sợ chí mấy đứa nữa. Ba đứa nữa xuống thuyền dài dài, mi không cá để táo cá. Núi ngừ đừng trơ trơ, giữa cạnh sương mờ trời lành. Niềm tâm sự ai thấu cho ai. Đoại nhìn sông Hương, nước chảy thanh thanh. Sông bao nhiêu nước. Cho sông bao nhiêu nước. Em sầu tình bấy nhiêu. Mời hai thầy đi với tụi em. Tránh ra. Chớ, chắc chưa đi bà xã la. Thầy này, ở đây nhiều kỳ nữ quá hí. Cụ Nguyễn Du thời xưa ở Huế, chắc cũng có đi lại chỗ Thanh Lâu, nên mới có những câu thơ về Thanh Lâu hay đến vậy. Nguyễn Tiên Sinh là người từng trải. Đi mô, tránh ra. Hai thằng lĩnh kiện đó, nhiều người muốn đến thăm cụ Phan mà không dám. Thành ra cụ thích ở trên thuyền, mà ở trên sông lại có những thằng khác bâu lấy cụ. Ông có biết đò cụ Phan đi lên hay đi xuống không? Dạ đi lên, chưa thấy xuôi về nơi. Ông chèo ngược lên tìm thuyền cụ Phan cho tôi đi. Dạ. Sông Hương đẹp như một bài thơ. Đó là nguồn cảm tác cho biết bao người. Thưa cụ, có khách tìm. Con cho thuyền sạc vô đón khách lên. Dạ. Thưa tiên sinh, con là Trị từ Quy Nhơn ra đây thăm cụ ạ. Con ngồi xuống đây. Dạ. Có phải phong trần đó không con? Dạ, thưa phải ạ. Quý hóa quá. Bài thơ thức khuya của con làm cho ta thao thức suốt đêm. Hóa ra không chỉ mỗi mình ta buồn, ta bây giờ là kẻ yếm thế, nên khi nhận được bài thơ ta trào nước mắt. Tâm sự của Nguyễn Tiên Sinh đây cũng chính là tâm sự của nhiều người. Thưa, xin cụ đừng gọi con là tiên sinh, con chỉ là phần con cháu ạ. Ta vẫn ao ước có một ngày hồi ngộ. Hôm nay mong ước đó đã thành. Ông cháu ta cùng uống với nhau chén rượu. Có con đây, ta muốn con đọc lại bài thức khuya, rồi ta đọc bài họa. Đa tạ cụ. Non sông bụng mặt ngủ mơ màng, thức chị mình ta già chẳng an. Bỗng nguyệt leo sông rờ rậm gối, gió thu lọt cửa cò mài trắng. Khóc dùm thân thể hoa rơi lệ, buồn ruột công danh để vào đàn. Trội dày nom ra vài điều cụ, năm canh tâm sự vẫn chưa tàn.
chờ lời trường danh tở chặt màng. Sao ăn không ngọt, ngủ không an. Trăm năm ngạn đỏ tuần dấu bệ, muôn họ nhờ ai kẻ chịu chăng. Cửa phẩm gớm ghê người đánh trống, tai trâu mệt mỏi khách đưa đàn. Lòng sen đằng đẵng tơ sen vướng, mưa gió bao phen gọc chữa tàn. Khi mùa mưa về sân, phố cũ chật chung, nghe vọng từ nơi ấy bài hát tình nồng. Em về gọi chiều hôm, câu hát còn thơm, chút hương tàn úa, chút đêm tàn phai trăng đầu non. Im lặng chờ vầng trăng chia sớt một lời, khung cửa nào bình yên tôi nhốt một đời. Thơ ngập ngừng thương nhớ bao ngoài khơi, vẫn van xin đời, vẫn van xin người đừng phụ tôi. Ngày vui khi nắng hồng lên, khẽ khẽ gọi tên. Ngày mưa giông gió ngàn khơi, ngơ ngác tìm em. Tìm lại đóa vô thường, tìm giọng hát thiên đường. Một đời tôi đi mãi theo vầng trăng khuya, im lặng chờ vầng trăng chia sớt một lời. Khung cửa nào bình yên tôi nhốt một đời. Thơ ngập ngừng thương nhớ, cơn bão ngoài khơi, vẫn van xin đời, vẫn van xin người đừng phụ tôi. Vẫn van xin đời, vẫn van xin người đừng phụ tôi.